Đúng cá Hùng Vương, xin chào tất cả anh em gần thủ trên cả nước nhá. Hôm nay mình đang có mặt tại hồ câu của anh Tuyên ở khu 7 Xuân Hưng, Phú Ninh, Phú Thọ. Thì hôm nay mình sẽ làm video giới thiệu về hai siêu phẩm đang làm mưa làm gió tại các hồ câu dịch vụ cũng như là sông hồ tự nhiên. Thì hai siêu phẩm này có đặc tính lan tỏa rất nhanh trong nước, thu hút cá vào ổ và rất bền ổ anh em ạ. Đó chính là cặp song sinh cám xả số 1 và cám xả số 2. Thì ở đây mình đang cầm trên tay là gói cám xả số 1 thì có vị thơm, được sản xuất đóng gói là 500g. Thì trên bao bì thì chúng ta bao giờ cũng nhìn thấy đó là logo thương hiệu của cá Hùng Vương, tên sản phẩm. Và đây là gói cám xả số 1 có vị thơm đấy, thì dành cho các loại cá ăn thơm rất là mạnh anh em nhé. Thì ở đây ngoài ra thì với kết hợp giữa màu đen trắng, màu đỏ, đỏ trắng của sản phẩm, thì còn dưới góc bên phải thì là chúng ta có nhà sản xuất, tên, địa chỉ và số điện thoại của nhà sản xuất mùa cá Hùng Vương. Thì các đại lý muốn đặt hàng thì chúng ta có thể liên hệ qua hai số điện thoại và trên website để chúng ta đặt hàng sản phẩm cám xả số 1 và cám xả số 2 gửi đến cho các cần thủ ở trên cả nước anh em nhé. Đấy, tiếp theo đó là gói cám xả số 2 500g có vị tanh thơm. Chủ yếu là dành cho các loại cá ăn tanh và những loại cá mới thả như cá nuôi công nghiệp, thì chúng ta cũng có thể phối cái sản phẩm này để chúng ta dụ cá vào trong ổ nhanh hơn và kích thích con cá ăn mạnh hơn. Hôm nay mình sẽ phối trộn hai cái sản phẩm đó là cám xả số 1 và cám xả số 2 500g này, thì mình sẽ xả vào hai vị trí để anh em cùng xem là cái vị tanh và vị tanh thơm và vị thơm sẽ thu hút những con cá ăn thơm và ăn tanh như thế nào để xem cái lượng tăm vào ổ anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ phối trộn từng gói sản phẩm một cho anh em và mình sẽ di chuyển đến hai vị trí mình sẽ xả ổ. Thì chắc là đây là vị trí đầu tiên, thì mình sẽ xả ổ ở đây và một vị trí ở trên kia. Hiện tại ở trên hồ là có rất là nhiều anh em cần thủ đang câu, thì anh em đang câu rất là đông anh em ạ. Thì mình cũng review hai sản phẩm này ở cái vị trí ở bên đối diện để cho anh em cùng xem cái lượng cá mà anh em cần thủ bên kia đang câu nhá. Rồi, đây là trước tiên anh em nhìn bao bì có cái zip rất là chắc chắn. Thì ở đây nó có hai lớp. Lớp đầu tiên là nó là cái lớp dính của cái nhiệt. Thứ hai là cái zip ở trên bao bì. Thì nếu anh em sử dụng cái sản phẩm này không hết thì anh em có thể zip, anh em gập lại cho hết không khí ở trong này ra và anh em có thể zip lại như này. Và cái bao bì này có thể anh em tận dụng để đựng cái mồi khác, mà ví như cái sản phẩm nó không có cái túi zip này thì chúng ta lại có thể cho mồi vào đây để bảo quản anh em nhé, tránh ẩm mốc và cũng tránh làm cho mất vị của các cái sản phẩm khác. Rồi, tiếp theo là cái cách phối trộn. Thì hiện tại trên bao bì của bên mình là cũng hướng dẫn anh em luôn là mồi xả là 1 phần mồi với 0,3 phần nước. Thì bây giờ mình cũng áng khoảng anh em nhé, tức là mình đang một cốc mồi thì mình cho khoảng 0,3 phần nước so với cốc mồi đó là mình làm mồi xả để cho nó tơi xốp ở trên bề mặt. Đấy. Anh em cứ xoa thật đều tay làm sao cho mồi của chúng ta nó thẩm thấu vào nước và mồi bông tơi anh em nhé, không vón cục là được, để chúng ta xả mồi xuống nước nó lan tỏa nhanh, thu hút cá nhanh nhất. Thì chúng ta có thể là xả mặt và xả tầng trung và xả tầng đáy để thu hút các loại cá luôn. Với mùi vị thơm và có những cái hạt hơi thô một chút để lưu ổ rất là tốt anh em nhé. Đấy, chúng ta có thể nhìn các hạt to có thể như đầu tăm luôn. Đó. Rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ xả luôn cái sản phẩm này vào vị trí đầu tiên, xong mình sẽ phối trộn cái sản phẩm thứ hai cho anh em xem nhá. Anh em bóp thật chặt vào để tránh rơi mồi, không là mình sẽ giải từ trong bờ ra tận ngoài thì nó bị loãng ổ. Và anh em nhớ xả là tập trung vào một vị trí. Đó. À, mình tầng trung này, mình sẽ giật nhẹ cái này. Mồi nó rất là tơi thôi anh em nhá. Mồi tơi thì sẽ lan tỏa ngay. Mình sẽ kéo cao lên xem có đúng là vị trí ở trên này không. Và bây giờ mình sẽ xả đáy. Chúng ta xả tầng mặt này, tầng trung và tầng đáy anh em nhá. Đó. Khi vào mồi nó tơi như này anh em bóp vào cái là được này. Đấy, chúng ta phải bóp chặt vào anh em nhá, không nó rơi mất. Tay to thì bóp được nhiều mà tay bé thì bóp được ít. Đấy, mình mới xả có hai cục mồi thôi. Cục mồi thứ ba mà mình đã bắt đầu thấy tăm cá rồi anh em nhá. Ui dính cá luôn này anh em này. Ui rồi, thấy chưa?
trôi anh em ạ, đỡ mồi luôn. Đấy, nhưng mà nó đang vào nó hít mồi thôi. Thôi mình lại thả xuống nhanh em nha. Rồi tiếp theo là mình có một cách thức xả mồi tiếp theo. Thứ hai, đó là anh em có thể bóp trực tiếp. Đây anh em này, anh em bóp này. Dí chặt cái thanh cuốn chì vào đây, vào giữa, và anh em nắm chặt lại. Rồi chúng ta lại tiếp tục xả vào vị trí chúng ta câu. Rồi ok, khi phao chìm xuống đáy là chúng ta lại giật một cái. Rồi mồi sẽ bung ở vị trí đó. Mình sẽ xả cùng mồi thứ hai, là mình vẫn bóp vào cục thẻo anh em nhá. Đó, bóp thật chặt vào và chúng ta xả luôn. Cái cách xả này rất nhanh và anh em cũng xuống là vào đúng vị trí câu luôn đấy. Đấy, chúng ta giật bỏ. Ok, còn cái cách thứ ba thì chúng ta có thể là ném ra vị trí câu và chúng ta dùng tay. Bây giờ mình sẽ dùng cái cám xả số 1 mình sẽ trộn với nước để làm mồi câu, thì anh em xem là trong ổ có những loại cá gì anh em nhá. Mình bắt đầu câu này. Anh em thấy cá vào trong ổ rất nhiều đúng không ạ? Tầm rất nhiều rồi anh em nhá. Ngon cá xả số 1 thì thơm đây rồi. Đó, tuyệt vời. Rất tuyệt vời mặt trời. Dính cá luôn anh em này. Đấy, mồi xả ngay chết tôi không nhỉ. Với khoảng 5 phút xả ổ là mình đã dính luôn chấm trắng này anh em này. Chấm trắng rất to. Ui dồi, tiếng phề quá anh em ạ. Ui dồi, khỏe thế. Rồi. Mình là chủ yếu là xả cho anh em biết thôi, xem cá vào ổ như nào, nhưng mà không ngờ là con chấm trắng này vào luôn. Vừa ấy con chép bè lại đến con chấm trắng ở cái ổ thơm nha anh em nhá. Vị thơm này rất là hiệu quả luôn. Đó. Chép này, chấm cỏ này. Đấy là mình mới xả chưa được, chắc được khoảng 5 phút rồi đấy. Là cá vào đây rồi, thấy không? Mình lấy ra ngồi chọc cỏ hết thì coi làm gì? Ui, chết chết chết. Ôi anh em nhá. Đấy. Đây là con chấm cỏ mà với 5 phút xả ổ bây hiện tại đã lên được con thứ hai rồi anh em này. Đấy là mồi xả thôi đấy, chứ mồi câu nữa thì thôi chấm hết luôn anh em ạ. Đấy, cá ăn bằng mồm này rất uy tín luôn nha anh em nhá, mồi xả đấy. Ôi dồi, không xuống được dưới đáy anh em ạ, nó ăn rồi đấy. Thẻo bé đấy. Đấy anh em ạ. Rất uy tín luôn. Bây giờ lại đến cá trôi nữa anh em nhá. Đấy. Chép chấm trôi. Trong vòng 7-8 phút thôi mà thế này thì chắc là hỏng ăn rồi. Trôi rất to, rất đẹp anh em nhá. Quá ngon luôn. Anh em bên kia vẫn đang mút tay anh em. Thôi, bung hết rồi anh em ạ. Chắc là đánh con trôi nó ăn hơi mớm. Đó,
Đấy, tiếp theo anh em. Ui rồi, ui chạy kinh quá anh em ạ. Con gì đây? Tiếp tục là trôi anh em ạ. Thôi lại bung rồi. Đó, ép hơi mạnh anh em ạ. À, vậy là gói cám xả số 1 vị thơm 500g thì mình đã xả ở vị trí đây rồi. Thì anh em tiếp tục đến với gói cám xả số 2 vị tanh thơm anh em nhá. Thì cũng giống cái bao bì của cái túi cám xả số 1 thôi. Là có hai đầu có cái vết khuyết này, anh em cầm vào đây này, anh em xé này. Đấy. Và anh em tiếp tục phối trộn với nước thì không vẫn như các sản phẩm khác, đằng sau là bên mình có hướng dẫn cho. Nên là có một số đại lý là vẫn chưa có cám xả thì anh em phải chờ nhá, chờ giúp mình vì công nhân không kịp sản xuất anh em ạ. Rồi. Hiện tại thì mình thấy tăm cá vào tương đối nhiều thì mình sẽ lấy mồi xả pha với nước để mình thử làm mồi câu anh em nhé, để xem là hiện tại trong ổ có những loại cá gì đang vào, đang nằm ở ổ đây, tăm rất nhiều anh em ạ, cày sùng sục luôn. Đây là ổ thứ hai là vị tanh, nhưng mà mình nghĩ là sẽ có cả trôi, cả rô phi và các thứ. Đó, mình để tạm ở đây. Ai được cá anh em ơi, cá gì đây? Không hiểu rồi, thôi nha. Cá chôi, cá chôi, cá chôi. À, cá chôi rất là nhiều. Rồi, cá chôi xả lắm anh ạ. Xả mình là có một tấm thôi. Đây là rất là nguy hiểm. Cá chôi anh em nhé.
Đấy là mình thấy nhiều tăm quá, mình mới thử cho anh em xem thôi. Lấy mồi xả câu luôn. Đó. Rô phi rất là đẹp đấy anh em. Thật thì rất to anh em nhé. Đấy, khám xả số 2 này. Wow, khám xả số 2 thật là hiệu quả luôn. Các loại cá ăn tanh anh em nhé. Thì rất to. Thì chúng ta đã thấy ở vị trí số gói cám sả của cá số 1 rất là hiệu quả với cá chép, cá trôi. Mình cũng câu thử cho anh em xem ở đấy thì tăm vào rất nhiều và rất là bền ổ. Mình thực ra thì mình chỉ ngồi câu được khoảng tầm 2 tiếng thôi, nhưng mà anh em thấy lượng tăm vào rất là nhiều đấy, đúng không ạ? Rất là nhiều, và mình đã câu được rất là nhiều cái cá lên cho anh em xem. Chứ nếu hôm nay mà mình mà câu hết một ca thì chắc chắn là cũng phải được vài khoang đấy. Nhưng đây là mình câu ít thôi, hiện tại anh em vẫn đang câu rất là đông trên bên hồ. Thì mình cũng muốn gửi gắm đến anh em là gói cám sả cá số 1 và cám sả cá số 2. Anh em có thể tìm hiểu qua website của một câu cá Hùng Vương hoặc trên fanpage, nhắn tin đến thì sẽ có những nhân viên tư vấn cho anh em những bài mồi hiệu quả nhất. Còn anh em đi câu dịch vụ hay là sông hồ tự nhiên, anh em cứ sử dụng gói cám sả cá số 1 vị thơm 500g, hoặc chúng ta dùng gói cám sả cá số 2 500g với vị tanh thơm anh em nhé. Rồi, xin cảm ơn anh em. Mình cũng xin kết thúc video ở tại đây và cảm ơn tất cả anh em cầm thủ trên cả nước và các quý đại lý đã ủng hộ mình và Hùng Vương trong rất là nhiều thời gian qua. Thì mình chỉ mong sao anh em đi câu sẽ lên được thật nhiều cá và anh em luôn luôn sống với đam mê của mình. Rồi, xin chào anh em nha, mình hẹn anh em ở video tiếp theo nha. Rồi, xin chào. Mồi câu Hùng Vương, dùng là mê, câu là phê.